Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay 25 tháng 3 tại Hà Nội, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt truyền thống cựu cán bộ đoàn các thời kỳ. Chủ tịch nước Võ Văn Thường tham dự và phát biểu tại buổi họp mặt. Sự kiện còn có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đoàn và đặc biệt là gần 400 cựu cán bộ đoàn các thời kỳ. Các cựu cán bộ đoàn tại buổi họp mặt truyền thống hầu hết tuổi đã cao, nhiều người từ 70 đến hơn 90 tuổi cùng sôi nổi ôn lại truyền thống 92 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ôn lại chặng đường hoạt động đoàn với lòng nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, gắn bó, sáng tạo và cống hiến cho đất nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ cảm động được gặp lại các cựu cán bộ đoàn và vui mừng nhận thấy các cựu cán bộ đoàn dù tuổi đã cao nhưng vẫn quan tâm đến công tác thanh niên, luôn lạc quan, đóng góp tích cực vào công tác đoàn, truyền đi niềm cảm hứng về tinh thần cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước đánh giá cao Ban Liên lạc thời gian qua đã nỗ lực duy trì nhiều hoạt động có ý nghĩa, giúp thêm gắn kết tình cảm giữa các cựu cán bộ đoàn để cùng sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đặc biệt, các hoạt động đó đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền cảm hứng về tinh thần dấn thân cho thế hệ trẻ cả nước. Trân trọng cảm ơn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các thế hệ cán bộ đoàn luôn dành sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ Chủ tịch nước trong mọi cương vị công tác, trong đó có quá trình công tác đoàn trước đây. Chủ tịch nước nhấn mạnh, lý tưởng của Đảng, của đoàn, tình cảm của nhân dân, của đồng chí, đồng đội, lòng nhiệt thành cách mạng, sự khao khát dấn thân và nỗ lực vươn lên của đoàn, cán bộ đoàn luôn là hành trang trong suốt chặng đường công tác. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chúc thế hệ trẻ, các đoàn viên, thanh niên luôn sôi nổi và trẻ trung, giữ vững bản lĩnh chính trị, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.